Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của chúng tôi. Chúc các bạn có một ngày mới thật vui vẻ và tràn đầy năng lượng. Và sau đây là nội dung chi tiết của kênh. Mời các bạn cùng chú ý đón xem và theo dõi. Võ Hạ Trâm mừng 3 năm kết hôn, nay đã có thêm công chúa ở ảnh gia đình. Cuộc sống đời tư của Võ Hạ Trâm được chú ý hơn nhiều kể từ lúc cô kết hôn với ông xã Ấn Độ, thực hiện thiên chức làm mẹ khi hạ sinh bé Moon. Đến nay đã 3 năm đánh dấu cột mốc hôn nhân và nữ ca sĩ cực hài lòng với sự lựa chọn bạn đời. Trên trang cá nhân, nữ ca sĩ gửi gắm những lời ngọt ngào đến ông xã. Với Võ Hạ Trâm, tuy hôn nhân không hẳn màu hồng hoàn toàn, nhưng cô cảm thấy hạnh phúc khi chọn được người đàn ông tâm lý, thương vợ và vun vén cho gia đình. Nữ ca sĩ bày tỏ, điều đáng mừng là sau 3 năm về chung nhà thì em vẫn còn được nũng nịu, được yếu đuối như bản chất của một người phụ nữ, chứ không phải gồng mình để mạnh mẽ, để bản lĩnh như em ngoài xã hội. Anh vẫn giữ đúng lời hứa, vẫn chân thành, bao dung, bảo vệ và yêu thương em như những gì anh đã nói trước khi mình đến với nhau. Cô cho biết họ may mắn khi có thêm bé Moon, nhân vật nhí khi nào cũng cười để ba mẹ cảm thấy hạnh phúc vì cả hai tìm thấy được nhau và cùng xây dựng tổ ấm. Võ Hạ Trâm bộc bạch thêm, em chẳng mong ước gì xa vời hay cũng chẳng dám chắc chắn một điều gì cho câu chuyện tương lai. Khi em hiểu mọi sự, nó còn phụ thuộc vào chữ duyên, nhưng em biết rằng cả em và anh luôn cố gắng vun đắp cho tình yêu này, cho tổ ấm này. Cảm ơn anh đã yêu em, đã chịu lấy em, để em không phải đại hạ giá vì ế lúc 3 năm trước. Chúc mừng 3 năm ngày cưới. Võ Hạ Trâm cho biết chồng mình khá vụng về, anh sẽ không phụ vợ việc thay tã cho con vì sợ làm đau bé. Bù lại anh sẽ thường xuyên bế Moon, coi tivi cùng công chúa, bày trò để con cười đùa. Nữ ca sĩ không buộc chồng phải biết hết mọi việc mà cô ghi nhận sự cố gắng của anh kể từ lúc có thành viên nhí. 3 năm về chung nhà, nữ ca sĩ vẫn giữ thói quen thể hiện lời ngọt ngào với chồng doanh nhân. Võ Hạ Trâm nhanh chóng lấy lại vóc dáng và đi diễn sau thời gian ngắn sinh con. Cô được chồng thông cảm, trông con vào buổi tối để nữ ca sĩ có thể quay trở lại với đam mê nghệ thuật. Bản tin của chúng tôi đến đây đã kết thúc. Cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn ở những bản tin tiếp theo.